thăm Cuba, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ làm gì để giúp quốc đảo Cộng sản thoát khỏi nghèo đói? Sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương lần thứ 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn tùy tùng đã rời Hà Nội đi Hoa Kỳ từ ngày 21 tháng 9. Sau khi kết thúc chuyến công tác tại Mỹ, ông Tô Lâm sẽ thăm chính thức Cuba. Gần đây, tờ báo The Economist đã gọi ông Tô Lâm là một người cứng rắn, thích chủ nghĩa tư bản phương Tây và đặc biệt thích hưởng thụ, nhằm ám chỉ vụ ăn tai tiếng, bò rát vàng tại một nhà hàng cao cấp ở London. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Cuba lần này, theo giới quan sát, chỉ nhằm mục đích làm vừa lòng các đồng chí thuộc thành phần bảo thủ trong đảng. Vào ngày 16 tháng 9, truyền thông quốc tế đưa tin, nhà nước Cộng sản Cuba đã cắt giảm 25% khẩu phần bánh mì hàng ngày, vốn được nhà nước bao cấp từ 80 gram xuống chỉ còn 60 gram. Điều này đã khiến cho số đông người Cuba phải đối mặt với cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Bánh mì là một trong những loại thực phẩm cơ bản ít ỏi vẫn được bao cấp tại Cuba, trong khi thu nhập của nhiều người Cuba vào khoảng 4.600 peso mỗi tháng, tức là tương đương khoảng 15 đô la. Không đủ khả năng để mua bánh mì trên thị trường tư nhân, khiến họ không còn nhiều lựa chọn nào khác. Cùng với mùa màng thất bát, Cuba hiện nay đang thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nhiên liệu và thuốc men. Tình trạng này đã dẫn đến cuộc di cư kỷ lục của công dân Cuba chạy trốn sang Hoa Kỳ. Đồng thời, những khó khăn này đã làm bùng nổ các cuộc biểu tình từ tháng 3 năm 2024, bắt đầu từ thành phố San Diego, rồi dần lan sang các thành phố khác. Do quá thiếu thốn, Thủ tướng Cuba đề nghị giảm số lượng người được hưởng chế độ phân phối theo tiêu chuẩn bao cấp. Giới quan sát đánh giá, đây là lựa chọn đáng ngạc nhiên của chính phủ quốc đảo Cộng sản này, bởi nếu chính sách bao cấp mất đi, đồng nghĩa với chủ nghĩa xã hội của quốc đảo này sẽ bị chôn vùi. Giới phân tích quốc tế so sánh, sự phát triển của hai quốc gia Singapore và Cuba cùng giành được độc lập vào năm 1959. Lúc đó, Cuba có lợi thế hơn hẳn Singapore, cộng với điều kiện địa lý lý tưởng do thiên nhiên ban tặng. Nhưng đến nay, Cộng hòa Cuba đã trở thành đất nước tàn tạ sau 65 năm theo đuổi chủ nghĩa cộng sản. Trong khi đó, Singapore đi theo con đường tư bản chủ nghĩa đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới. Cũng bởi theo đuổi chủ thuyết cộng sản đến năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đến bên bờ vực của sự sụp đổ. Lúc đó, ban lãnh đạo Việt Nam buộc phải quyết định cải cách kinh tế, chuyển đổi từ mô hình kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường. Điều đó đồng nghĩa với việc chính quyền đã từ bỏ học thuyết chủ nghĩa cộng sản với nền kinh tế kế hoạch để đi theo con đường kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản. Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia Đông Âu thành công về kinh tế sau khi từ bỏ chủ thuyết cộng sản, vứt bỏ nền kinh tế tập trung theo mô hình Xô Viết để chuyển sang kinh tế thị trường. Chỉ cần so sánh những các nền kinh tế đã từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, từ bỏ chế độ bao cấp với nền kinh tế Cuba, có thể thấy đảo quốc cộng sản này đã thất bại thê thảm ra sao. Trên mạng xã hội, nhiều người dân đặt câu hỏi, không biết khi đến Cuba, Tổng Bí thư Tô Lâm có để lại cho ban lãnh đạo quốc đảo này lời khuyên nào đó hay không? Có thể là Cuba hãy học theo Việt Nam cách đây 38 năm, tiến hành một cuộc cải cách kinh tế để đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu như hiện nay. Hay Tổng Bí thư Tô Lâm với triết lý sống chết mặc bay và bỏ mặc đồng chí cộng sản ở bên kia bán cầu. Phải chăng giấc mộng làm Putin Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm đã bất thành? Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường đến Hoa Kỳ để tham dự các hoạt động của Liên Hợp Quốc và sẽ thăm cấp nhà nước đến Cuba từ ngày 21 đến 27 tháng 9. Đây là chuyến đi Mỹ cũng như Cuba đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Lần đến Mỹ cuối cùng của ông Tô Lâm là vào năm 2019 trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Theo giới thạo tin, chuyến công du Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều sự thay đổi lớn so với kế hoạch dự kiến ban đầu. Ông Tô Lâm không có chuyến viếng thăm chính thức nước Mỹ như mong muốn của ông trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam để khỏa lấp cho sự thất bại. Một biện minh được đưa ra là chưa đầy 50 ngày nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ chính thức bắt đầu, nên ông Tô Lâm và lãnh đạo Việt Nam cho rằng không cần thiết phải gặp ông Biden tại thời điểm hiện nay vì khả năng sẽ thay đổi Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, theo giới quan sát, trong giai đoạn hiện nay, thế và lực của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã và đang suy giảm nhanh chóng, trong khi bộ phận giới chức tướng lĩnh quân đội thân Bắc Kinh ngày càng gia tăng sức ép giáo diết hơn, cộng với sự dập toa của giới chức ngoại giao Trung Quốc tại Việt Nam đã khiến ông Tô Lâm và phe cánh thất bại trong một số kế hoạch lớn mang tính bản lề.
mới đây nhất là đề nghị sửa đổi điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị Trung ương 10 của Tổng Bí thư Tô Lâm đã bị Ban Chấp hành Trung ương phủ quyết, dù rằng kế hoạch sửa đổi điều lệ Đảng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trương trước khi qua đời. Đây là một thất bại được cho là hết sức trầm trọng của ông Tô Lâm và phe cánh, trong điều kiện một bộ phận tướng lĩnh quân đội thuộc quyền Đại tướng Phan Văn Giang vẫn ủng hộ Tổng Bí thư Tô Lâm. Mặc dù Tổng Bí thư Tô Lâm đương nhiên là Bí thư Quân ủy Trung ương, nhưng trên thực tế vẫn không kiểm soát và điều hành được toàn bộ quân đội. Cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được cho là đã áp dụng y chang cách thức của Tổng thống Nga Putin. Theo đó, sau khi nhận chuyển giao quyền lực từ ông Boris Yeltsin, ông Putin cũng sử dụng cách thức là lật hồ sơ, moi ra các sai phạm của những lãnh đạo trong bộ máy nhà nước muốn cạnh tranh với ông để mà loại bỏ họ. Khi còn là Bộ trưởng Công an, ông Tô Lâm đã nổi lên với vai trò là cánh tay phải, người thực thi các chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tin tưởng và giao quyền cho ông Tô Lâm làm trong sạch bộ máy của Đảng với kho dữ liệu tình báo và các hồ sơ bẩn của các lãnh đạo cấp cao của Đảng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã dành phần lớn thời gian cho việc dọn dẹp để mà tiếp quản chức Tổng Bí thư từ ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm bước vào cuộc cạnh tranh giành quyền lực tối cao trong nội bộ của Đảng với một thứ duy nhất, đó là quyền kiểm soát Bộ Công an. Nguy hiểm hơn, ông nghĩ rằng ông đã kiểm soát được chính trường với quyền lực vô đối để có thể tự tung, tự tác. Trong khi một nhân vật chính trị lão luyện với kinh nghiệm hơn 13 năm làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi qua đời vẫn luôn phải dựa vào sự thuyết phục được phe quân đội. Khác với Putin, Tô Lâm quá vội vàng khi ông chưa nắm trọn quyền lực ở trong tay. Quyền lực Tô Lâm có được là dựa trên bạo lực của bộ máy công an, chứ không phải bằng sự thuyết phục, bằng uy tín của bản thân. Có thể nói, giấc mộng làm Putin của Việt Nam của ông Tô Lâm đã bất thành. Vì sao phải thu hồi triệt để tài sản tham nhũng thì chống tham nhũng mới thành công? Truyền thông nhà nước đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre với các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và tội nhận hối lộ. Đây được đánh giá là một điểm sáng, đồng thời cũng là sự khác biệt cơ bản trong chính sách chống tham nhũng tiêu cực giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và người tiền nhiệm là ông Nguyễn Phú Trọng. Chống tham nhũng theo kiểu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dựa theo quy định các lãnh đạo từ cấp ủy viên trung ương trở lên nếu dính đến việc tham nhũng và bị phát hiện sẽ được phép chủ động làm đơn xin thôi chức, nộp lại 2/3 tài sản tham nhũng thì sẽ được miễn xử lý hình sự và chỉ bị xử lý hành chính hay kỷ luật trong nội bộ của Đảng. Đúng ra, ông Trọng phải chỉ đạo, phải xử lý đúng pháp luật, thậm chí phải truy tố hình sự và tịch thu tài sản để sung công, nhưng ông Trọng lại dùng phương châm đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại, hay chúng ta chẳng sung sướng gì khi kỷ luật đồng chí của mình. Thậm chí, chủ trương này còn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho nghị quyết hóa bằng chỉ thị số 20TB-BCT vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 để áp dụng rộng rãi trong nội bộ Đảng. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng chủ trương trên thực chất là chính sách khuyến khích lãnh đạo tham nhũng, ăn cắp của công từ tiền thuế của người dân. Việc cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ chỉ riêng trong vụ án Xuyên Việt Huê đã nhận hối lộ lên tới 600.000 đô la và nhiều tài sản đắt tiền khác trong hơn 4 năm từ khi làm chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng Vietinbank và bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Ông Thọ đã nhiều lần nhận hối lộ, nhận quà từ bị can Mai Thị Hồng Hạnh. Riêng trong thời gian ông Thọ giữ chức bí thư Bến Tre, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã biếu cho bí thư Thọ 200.000 đô, 300 triệu đồng, một xe ô tô Mercedes S450 và gần 7 tỷ đồng, cũng như đồng hồ Patek Philippe và bộ gậy golf mạ vàng đắt tiền. Đổi lại, ông Thọ và các cán bộ ở Bộ Công Thương đã tạo điều kiện cho Xuyên Việt Huê gây thất thoát tới 1.463 tỷ đồng, là tài sản nhà nước và cũng là tài sản của nhân dân. Cùng vụ với bí thư Lê Đức Thọ, còn có hàng loạt các lãnh đạo khác như Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận 50.000 đô, Vụ trưởng Trần Duy Đông nhận 250.000 đô, Vụ phó Nguyễn Ngọc Lộc Anh nhận hối lộ 4 lần, tổng cộng 921 triệu đồng, từ bị can Mai Thị Hồng Hạnh, bà chủ của Xuyên Việt Huê. Kết luận điều tra còn cho biết, khi công an khám xét nhà ông Lê Đức Thọ đã tạm thu giữ 97 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, và đang cho kiểm định, 134 sổ tiết kiệm tại các ngân hàng, 4 sổ đỏ, một xe Mercedes-Benz, 3 bộ gậy côn hiệu Homna, 10 đồng hồ đeo tay đắt tiền Patek Philippe có những chiếc giá trị gần 10 tỷ đồng, cùng một số tài sản trị giá khác. Ngoài ra, vẫn theo kết luận điều tra, còn nhiều tài sản khác có giá trị rất lớn,
nhưng cơ quan điều tra xác định không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Đức Thọ. Công luận đặt ra về việc kê khai tài sản của bí thư Lê Đức Thọ đã được tiến hành như thế nào mà để sót nhiều tài sản đắt tiền đến như vậy. Theo giới thạo tin, bí thư Lê Đức Thọ bị xử lý kỷ luật vì các đồng chí của mình cáo giác có số dư hơn 3.000 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng và không giải trình cho được. Đó là chưa kể đến số cổ phần hay trái phiếu trị giá khoảng hơn 1.000 tỷ đồng nữa. Mục tiêu cao nhất của việc chống tham nhũng là thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, hối lộ của các quan chức, thì chống tham nhũng mới thực sự thành công. Đồng thời, việc xử lý tội phạm nhận hối lộ, tham nhũng cũng phải là theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin vì sao phải thu hồi triệt để tài sản tham nhũng thì chống tham nhũng mới thành công. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.